của Nghĩa ở đây đó là Nghĩa nhận nhìn nhận mấy vấn đề. Thứ nhất á, là hai vấn đề xây dựng để cho chúng ta mạnh mẽ trở lại, đó là xây dựng về bản thân mỗi người và xây dựng về lực lượng của chúng ta. Thứ nhất, xây dựng về bản thân mỗi người thì chúng ta hiểu thế này: mỗi một người chúng ta xuất phát điểm khác nhau, với trình độ khác nhau, văn hóa khác nhau và tính cách cũng khác nhau, nên cách thể hiện ở trên mạng xã hội nó sẽ đa dạng và phong phú, bao gồm có những người nói những câu nói có thể tục tiểu chút nhưng nó cũng mang cái hàm ý, đó là sự nóng giận của mình thế này thế khác. Có người thì dùng văn hóa hơn thì nó dùng các luận điệu về văn chương nghệ thuật, có người thì dùng các cái cách theo cách của mình, thì đó chính là cái cá nhân của mỗi người. Nhưng có một điều mà chúng ta nên, mỗi người cần phải nhớ, cái trách nhiệm của mình đối với đất nước không phải chỉ lên mạng xã hội nói, mà phải có cái kế hoạch để nói. Đó là gì? Thứ nhất là phải tìm cho ra được các cái luận điệu nào nó xuyên tạc đảng nhà nước, đấu tranh đúng cái luận điệu xuyên tạc đó, bẻ gãy các luận điệu xuyên tạc đó, phản bác các luận điệu xuyên tạc đó. Đó là cái nhiệm vụ thứ nhất mà mỗi người cần làm. Cái thứ hai đó là trong quá trình đó chúng ta cũng phát hiện ra những cái đối tượng phản động để chúng ta báo cho cơ quan chức năng xử lý các đối tượng đó. Cái thứ ba đó là mỗi một người chúng ta cũng cố gắng liên kết, trong quá trình đấu tranh chúng ta cũng tìm cách phát hiện ra những nhân tố tích cực ở địa phương chúng ta để liên kết lại, để chúng ta có thêm cái lực lượng đấu tranh mạnh mẽ hơn. Đó là về cá nhân. Còn về tổ chức thì chúng ta thấy chúng ta không phải là một tổ chức, mà là chúng ta chỉ là vấn đề là chúng ta những người tự phát. Thì vì chúng ta là những người tự phát, chúng ta có cái tầm nhìn của chúng ta có khi nó không có được sâu rộng, chúng ta cũng không có được cái sự chính xác trong từng vấn đề. Vì vậy cho nên việc trong tổ chức cần phải có sự thống nhất với nhau, trong từng nhóm một phải có sự thống nhất với nhau, đó là chấp nhận và lắng nghe tất cả những góp ý của tất cả những bạn khác, của tất cả những con người khác cùng đấu tranh với mình lắng nghe sự góp ý của người ta để mình hoàn thiện bản thân mình ngày càng tốt hơn để đấu tranh. Và trong quá trình chúng ta lắng nghe đó, mà nếu như chúng ta thấy có ai mà có thể mà chúng ta nói dễ tính mà họ có thể họ lắng nghe chúng ta góp ý được, thì chúng ta đấu tranh, chúng ta cùng nhau phối hợp chiến đấu. Còn nếu như mà ai mà người ta không chấp nhận cái sự góp ý đóng góp của mình, thì cũng hãy cho người ta cái quyền lựa chọn của người ta, và chúng ta không đấu tố cá nhân người ta. Bởi vì nếu mà chúng ta nói người ta không nghe rồi chúng ta lại chửi bới người ta, lúc đó nội bộ lại lũng củng. Đó chính là hai cái vấn đề, đó là xây dựng về con người và xây dựng về tổ chức của các nhóm cờ đỏ chúng ta, để chúng ta mạnh mẽ hơn. Và nhất là chúng ta phải không xa rời mục đích của mình, đó là phải kiếm cho được, phải tìm cho được các luận điệu xuyên tạc mà tụi nó xuyên tạc về đảng và nhà nước ta, đất nước ta hàng ngày, để chúng ta đấu tranh mới là nhiệm vụ của chúng ta. Chứ không phải là cái nhiệm vụ chúng ta là lên đây để chửi bới lẫn nhau, để thể hiện cái tôi. Đó chính là cái mà Nghĩa mong muốn. Và xin mời bác. Mình thì mình cũng nhất trí với cái quan điểm của Nghĩa. Mình chính mình nghĩ từ rất lâu rồi. Thực ra là anh em lên đây thì đều với một cái tinh thần gọi là tự nguyện và nói thẳng. Đây mình nhân tiện hôm nay mình cũng nói luôn với tất cả những người mà muốn lên đây lên tiếng như kiểu bọn mình. Đó là phải có sự hy sinh. Đấy, chúng ta đừng đòi hỏi và chúng ta cũng đừng nghĩ rằng chúng ta lên đây để trở thành một ngôi sao hay là trở thành một người có thể được nhiều tiền, không có đâu. Chúng ta lên đây là chúng ta với lòng tự nguyện. Đầu tiên thì cũng chỉ là gọi là tức cái bọn chúng mà lên tiếng khi thấy được bà con quý mến thì chúng ta có muốn đáp lại cái tấm lòng của con. Nhưng chúng ta phải luôn luôn có một cái xác định là chúng ta phải là hy sinh. Cái thứ hai là chúng ta phải biết khiêm tốn, học hỏi, lắng nghe, và tức là phải biết cái thế mạnh của bản thân mình nó như thế nào. Chứ không phải là ai cũng có thể nên nói được, hoặc là ai cũng có thể đứng ra để tranh luận với cái bọn chúng được. Đấy, mình xin khẳng định như vậy. Đấy, muốn tranh luận được với bọn chúng, muốn nói được, thì ít nhất anh phải trang bị cho anh có một kiến thức nhất định. Thứ hai nữa là anh phải hiểu rõ về lịch sử, về pháp luật, về xã hội. Chính vì vậy cho nên là chúng ta đừng nghĩ rằng nói có thể là nó đơn giản. Nếu là chỉ gọi là lên nói chơi vui như cái nụ thanh niên trẻ con ấy, thì đúng là nói muốn nói nào nói. Nhưng mà những cái câu chuyện này nó rất quan trọng và thậm chí nó còn rất nguy hiểm cho bản thân. Ở cái chỗ là nếu mà anh nói mà không cẩn thận, các cụ vào sảnh chân thì còn được, sảnh miệng là không lấy lại được, có khi còn
còn vướng vào vòng lao lý. Cho nên chúng ta phải xác định rõ là lên đây là chúng ta phải trang bị cho mình kiến thức và cái khả năng của bản thân. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là thời gian vừa qua là nói chung là nó cũng là một cái khởi đầu của cái chuyện lên đây để gọi là anh em cờ đỏ, nói cứ nói ngắn gọn lại, lên để phản biện lại bọn chúng. Thì nó nó là một cái khởi phát. Vì vậy cho nên là nó không thể tránh khỏi được. Nó có một cái sự đặc biệt là nó lại không có một cái tổ chức nào hoặc một cá nhân nào đứng ra để mà tuyên truyền hoặc là để mà lãnh đạo hoặc là chỉ đạo. Ví dụ như mình nói thế này, thực ra là nếu chúng ta mà muốn làm tốt được thì chúng ta cũng phải xác định cho mình một cái tư tưởng, và khi cái tư tưởng nó là thống nhất, ví dụ như mình nói trước đây này, những người cộng sản ngày xưa người ta đi hoạt động, người ta cũng có tiền, có được gì đâu, có được tiền đâu, mà còn nguy hiểm đến cả tính mạng, nhưng vì họ có một cái lý tưởng đấy đã xuyên suốt từ trên xuống dưới, đúng không? Và chính vì cái lý tưởng đó cho nên lúc nào họ cũng sống vì nó, chết vì nó. Đấy. Thì cái cờ đỏ chúng ta có thể không cao cấp được như những người cộng sản, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải xác định được cho mình được một cái tư tưởng đó là như vậy. Đấy thì mình nghĩ nó mới có thể ổn định được. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải biết lắng nghe. Bản thân tớ lớn tuổi nhưng mà tớ rất nghe, lắng nghe nhiều người góp ý lắm. Có những Việt kiều ở nước ngoài này, rồi anh Hà này, rồi thậm chí cả Trung Tướng Tuấn góp ý lên thế này, hoặc là có những cái điều mình chuẩn bị nói ra nhưng mình nghĩ rằng cái này nó rất quan trọng thì mình gọi điện tham khảo những con người mà có uy tín hoặc là có những người có trình độ. Thì những người đó người ta sẽ, thậm chí bây giờ mình đang còn có một người mình gọi là quân sư Quản Mò, đó là một Việt kiều ở bên Đức. Đấy. Thì phải nói họ đó là một người rất tỉnh táo, và vì vậy có những điều họ họ khuyên mình lúc ấy mình tự ái mình chưa nghe ngay, nhưng đến đêm mình nằm mình nghĩ mình thấy là nó đúng. Vâng. Đó, thế chính vì vậy cho nên là theo mình nghĩa để cho mình nói nốt đây này, theo mình ấy, là sau một cái thời gian mà nó ầm ĩ như vừa rồi thì những con người còn trụ lại được, thực ra nó cũng không còn nhiều. Ấy mình xin khẳng định ấy, là vì vậy cho nên là bây giờ anh em chúng ta hãy đoàn kết lại, và đồng thời tức là chúng ta phải xác định cho mình một cái tư tưởng, một cái hướng đi cho nó chắc chắn. Và một điều quan trọng nữa là chúng ta phải có sự hy sinh. Thế như mình nói, đừng nghĩ đến lợi nhuận thì chúng ta mới có thể làm được tốt việc. Đấy. Thế còn về sau này, khi mà chúng ta đã có một cái gì đó thì chúng ta có thể tạo điều kiện ra trong cái vấn đề công việc của mình. Nhưng mà thực sự, ví dụ như mình đây là hàng ngày vẫn phải đi quay phim rất rất bận bịu. Đó. Đúng không? Nghĩa vẫn phải đi bán thuốc lá chẳng hạn đó. Chúng ta lấy ngắn nuôi dài. Và vì vậy, chúng ta đã xác định lên đây là phải hy sinh. Thậm chí tôi nói thật là ngay cả gia đình, đấy, ngay thời gian đầu vợ tôi nó cũng đồng ý, thậm chí hai vợ chồng căng thẳng. Các anh chị ngoài kia của tớ cũng đến, coi như là cũng nói chung là thích biểu hiện, mới thích thể hiện, mới đại loại mà mình lớn tuổi như này còn bị mặc đấy. Thế nhưng mà đấy, cho nên nó anh em mình nó gặp rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta mà không có lòng kiên trì thì chúng ta sẽ rất khó vượt qua. Đấy, mình xin khẳng định như vậy, và chúng ta phải xác định hẳn cho mình. Còn thôi, tốt nhất nếu nó chơi thì không nên nói, hoặc là xác định mình lên đây để mình chọc phá chọc ngoáy thì cũng không nên, mà mình hãy xác định cho mình tư tưởng nó là như vậy. Đấy, thì xã hội sẽ ghi nhận. Thế mình xin khẳng định, ví dụ như bản thân mình bây giờ, mặc dù là vật chất thì không có, cũng có tình toàn có một chút quà nhưng không đáng kể, nhưng mà tinh thần thì phải nói thật là bà con quý mến, gọi điện về nói động viên, rồi có những cái câu nói mà mình có nói là tôi nói, nếu mà nói câu nữa là tôi chết, ví dụ thế, vì họ tôi đề cao mình quá. Thực ra mình không được phải được đến như thế. Thế nhưng mà đấy là rõ ràng là chúng ta cứ làm đi, gái có công chồng có vụ, đúng không? Chúng ta đừng có đòi hỏi cái gì vội, mà chúng ta hãy cứ làm vậy. Và cái chính là phải khiêm tốn. Đấy là mình theo ý kiến mình như thế. Đấy đó, mời nghĩa. Chúng ta có một điều là chúng ta cũng khẳng định để chúng ta không bị sa đà vào những cái việc gọi là nó không đúng á. Thì theo cái quan điểm của phía Nghĩa thì từ nay về sau, theo như mình nghĩ đấy, để tránh cái việc chúng ta cứ phải kêu tên nhau đấu đá với nhau như thế này, chúng ta biết được các đối tượng bên